Ông già trong tàu điện ngầm này đang say rượu, ông liền đặt cái chai lên đầu anh chàng đang ngủ này. Giọt nước từ chai rượu rơi xuống cánh mũi, đột nhiên, mọi người đều hốt hoảng trước cú nhảy trên không kỳ lạ của anh chàng. Rượu văng tung tóe lên áo của người phụ nữ. Peter bước đến xin lỗi cô, không ngờ tay anh lại dính vào áo của người phụ nữ này. Ông già đang say tức giận đẩy anh ra, việc này vô cùng xấu hổ. Peter liên tục xin lỗi, nhưng lúc này anh phát hiện tay trái của mình cũng đang dính chặt vào lan can. Những người đàn ông đứng phía sau đều muốn đánh cho anh một trận. Cuối cùng tất cả đều bị hạ gục bởi Peter. Peter hoàn toàn chết lặng. Sức mạnh này là sao? Anh ấy sợ đến mức ra khỏi xe và chạy về nhà. Sau khi trở về nhà, những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Peter bắt một con ruồi với tốc độ ánh sáng. Sau đó anh ta vô thức bỏ con ruồi vào miệng. May mắn thay, dì May đã ngăn chặn kịp thời. Đó là một con ruồi mà Peter. Sau khi trở về phòng, anh phát hiện phía sau gáy mình có thứ gì đó mọc ra như tơ nhện. Anh kéo mạnh, bất ngờ lôi ra một con nhện độc. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày trước. Peter đang trong phòng thí nghiệm, đột nhiên cảm thấy bị con gì cắn. Hóa ra đó là một con nhện đột biến. Peter đã vô cùng sợ hãi và anh đã bật máy tính lên để tìm kiếm cách xử lý khi bị nhện cắn. Nhưng khi anh bắt đầu ấn chữ thì những phím dính vào tay anh. Peter nghĩ rằng ngủ một đêm trước rồi sáng mai mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhưng khi anh tắt đồng hồ báo thức vào sáng hôm sau, khi bóp kem đánh răng, khi vặn ống nước, mọi thứ trong nhà đều sẽ hư nếu anh đụng vào nó. Và các giác quan của anh ấy dường như nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Peter đến trường, thấy bọn đầu gấu kia bắt nạt bạn cùng lớp. Anh ấy chụp lấy quả bóng rổ, sau đó chuẩn bị làm bẽ mặt hắn ta. Đối phương còn không chạm được vào bóng. Peter cầm quả bóng chạy thật nhanh về phía cái rổ, nghe một tiếng động rất to, tất cả các cửa kính đều bị vỡ. Peter bị mời phụ huynh vì tội phá hoại tài sản của nhà trường. Sau khi về nhà anh bị bác mắng cho một trận. Peter tức giận đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Người bác lo lắng nên đã ra ngoài đi tìm. Peter liền đến một siêu thị gần đó để mua đồ uống. Nhưng đến lúc thanh toán anh nhận ra mình không mang đủ tiền. Người đàn ông thu ngân nói với anh bằng giọng mỉa mai, nếu cậu không có tiền thì hãy ra khỏi đây. Peter chuẩn bị rời đi, bỗng phía sau có một người đàn ông cướp hết tiền từ trong tủ rồi bỏ chạy. Nhân viên đuổi theo và nhờ Peter giúp đỡ. Đó không phải chuyện của tôi. Tên cướp phóng nhanh như một tên lừa. Lúc này bác của Peter đang trên đường đi tìm anh thì phát hiện ra tên cướp. Bác Ben đang đi thì dừng lại bắt lấy tên cướp. Sau đó bác của Peter bị tên cướp quật ngã. Peter đã đến muộn, kết quả là bác đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Sau đó dưới sự điều tra của Tom, Peter nói rằng kẻ giết bác mình là một tên đàn ông tóc dài và có hình xăm ngôi sao trên cánh tay. Kể từ đó anh luôn đội mũ trùm đầu, bắt đầu đi tìm kẻ tóc dài ở mọi ngóc ngách của thành phố. Để nâng cao hiệu quả trong việc tìm kiếm, Peter quyết định thực hiện một thiết bị có thể di chuyển trên bầu trời. Anh ấy đã tháo bộ phận của chiếc đồng hồ, sau đó sửa và nối lại những đoạn mạch với nhau. Qua nhiều lần thử, Peter cuối cùng đã hoàn thành. Điều này có nghĩa là một Spider-Man chuẩn bị ra đời. Anh ta lên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố, sau đó thực hiện động tác trồng cây chuối bằng hai ngón tay. Giây tiếp theo anh ta nhảy xuống. Đừng lo, anh ấy chỉ muốn thử bắn tơ nhện từ tay của mình. May mắn thay, một cú hạ cánh hoàn hảo. Peter đã luyện tập thành công. Anh ta chiến đấu với tên tội phạm trong thành phố để có thể trả thù cho bác của mình. Và tất nhiên anh y đã vô tình trở thành một người nổi tiếng trên Internet để che giấu thân phận của mình một cách tốt nhất. Peter đã tham khảo những bộ đồ bó của vận động viên, tự tạo ra một bộ quần áo chiến đấu phù hợp với mình. Siêu người nhện đã ra đời. Anh trở thành một hiệp sĩ bóng đêm để chiến đấu chống lại cái ác. Tên xã hội đen rút con dao ra. Peter sợ hãi đến nỗi quỳ xuống và cầu xin hắn tha mạng. Tôi sợ dao lắm. Ngay lập tức tay của tên xã hội đen đã bị ghim vào tường. Peter liền trêu chọc tên xã hội đen này. Không ngờ khi cảnh sát đến, họ chĩa súng vào người Peter. Peter nhanh chóng tước vũ khí của cảnh sát. Thấy rằng ngày càng có nhiều cảnh sát đến, anh chàng không muốn gây rắc rối bèn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chỉ huy đã cử lượng lớn đuổi theo nhưng không thành. Điều này đã khiến ông tức giận. Vì vậy lệnh truy nã người nhện được ban hành. Hôm đó Peter được bạn gái Lucy mời đến nhà ăn tối. Anh chưa từng nghĩ bố vợ tương lai thực sự là người đã ra lệnh truy nã anh. Đó là tin khẩn cấp mọi người nên chú ý một chút. Hành động của ông làm Peter cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên anh là người liên quan đến việc này nên không thể không đáp lại vài lời. Bữa tối hôm đó thật sự rất nhàm chán. Lucy chỉ có thể tìm lý do để đưa Peter ra ban công. Cô ấy bối rối với những lời nói của ba mình đối với anh. Peter chỉ có thể tiết lộ danh tính của mình cho cô ấy biết. Không ngờ lúc này đâu đâu cũng thấy xe cảnh sát. Peter hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh vội vàng đi. Trên cầu lúc này, một con quái vật đang chặn đầu xe. Nó nhấc chiếc xe lên và ném thẳng xuống cầu. Peter vội vàng đá con quái vật ra xa. Sau đó sử dụng tơ nhện, kéo tất cả những chiếc xe bị rơi xuống cầu. Lúc này con quái vật đang dần yếu đi và sắp quay trở lại hình dạng con người. Nó chỉ có thể chạy trốn ngay lập tức. Peter vốn muốn đuổi theo nhưng đã bị tiếng kêu cứu phía sau chặn lại. Anh nhảy lên một chiếc xe được treo bên dưới. Vào thời điểm này khi chiếc xe đang bốc cháy và rơi xuống, Peter đã giải cứu thành công lũ trẻ bị mắc kẹt trong ô tô bằng một sợi tơ nhện. Từ giờ phút này trở đi, Peter thực sự cảm thấy mình có trách nhiệm như một anh hùng. Anh ấy cũng dần nhận ra khả năng của mình, không nên chỉ dừng lại với mục đích trả thù và nên giúp đỡ mọi người xung quanh. Ngày hôm sau Peter đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Zoma, nhưng vô tình anh phát hiện vải thần lằn trên cổ bác sĩ. Hóa ra ông ấy đang nghiên cứu các kỹ thuật để tái tạo chi của thần lằn. Và phía sau còn có các cổ đông lớn. Tôi muốn bắt đầu xét nghiệm thuốc trên cơ thể người, nhưng công nghệ hiện tại chưa phát triển. Các cổ đông dọa sẽ sa thải ông ấy nếu ông không thực hiện. Trong cơn tuyệt vọng, bác sĩ chỉ còn cách đánh liều. Ông tiêm huyết thanh thần lằn vào cánh tay bị đứt lìa của mình. Chẳng mấy chốc ông ấy đã bất tỉnh. Khi ông ấy tỉnh dậy,
phát hiện ra rằng cánh tay của mình thực sự mọc lại. Vì vậy, ý thức của ông cũng bị ảnh hưởng bởi sự hung ác của con thằn lằn. Trong vô thức, ông biến thành một con quái vật khủng khiếp không thể điều khiển được cơ thể mình. Sau đó, Peter kể chuyện tối qua cho chỉ huy nghe, nhưng ông không tin. Peter đành bất lực và tự mình chui xuống hầm, mang theo camera để ghi lại bằng chứng về người thằn lằn. Không lâu sau đó, anh cảm nhận được có sự chuyển động từ phía sau. Ngay khi anh chuẩn bị bước tới để kiểm tra, một cái đuôi khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía sau anh chàng. Vào khoảnh khắc anh quay lại, người thằn lằn đã tóm lấy cổ Peter. Với bộ móng vuốt khổng lồ, con quái vật đã cào mạnh vào ngực Peter. Khi nó chuẩn bị hạ gục Peter, đèn flash của máy ảnh đột nhiên sáng lên, cả hai cùng lúc rơi xuống hầm. Peter nhân cơ hội này mà nhanh chóng bỏ chạy và tìm lối thoát hiểm. Anh ta sử dụng cơ thể của mình để luồn qua những đường ống hẹp, thoát khỏi sự truy đuổi của người thằn lằn một cách thành công. Và con quái vật đã quay lại để lấy máy ảnh. Trên máy ảnh có hiện tên của Peter. Người thằn lằn cuối cùng cũng biết danh tính thực sự của người nhện. Peter hiện đang thực sự gặp nguy hiểm. Bồn cầu trong nhà vệ sinh nữ đột nhiên rung lắc một cách khó hiểu, mặt sàn sụp đổ sau vài giây. Một con quái vật thằn lằn xuất hiện từ nhà vệ sinh. Các nữ sinh sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Peter bảo Lucy và cùng các bạn cùng lớp ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, còn mình thì chiến đấu với quái vật. Nhưng Peter chưa trang bị đồ dùng gì nên anh không phải là đối thủ của người thằn lằn. Anh ta bị con quái vật hung dữ ném ra xa. Sau đó, con quái vật chụp lấy những lọ hóa chất trong phòng thí nghiệm, ném thẳng vào Peter. Nhưng sau khi ném, nó đã bị một chiếc giày gãy đập vào mặt. Nhân cơ hội đó, Peter bắt đầu phản công. Anh cưỡi lên người con quái vật và Peter tiếp tục cố gắng đánh thức bác sĩ. Nhưng ý thức của bác sĩ đã bị dập tắt từ lâu bởi sự hung ác của con thằn lằn. Nó vẫy cái đuôi khổng lồ vào người Peter, nhưng nó đã bị Peter kéo đứt. Con thằn lằn này có khả năng tái sinh bộ phận trên cơ thể một cách kinh ngạc. Ngay khi người nhện đang bị con quái vật khống chế, PC đã đánh trả vào đầu con quái vật, làm con quái vật quay đầu lại. Peter chớp thời cơ phóng tơ nhện một cách liên tục, trói tên thằn lằn lại. Sau đó, anh thuận tay ném Lucy ra khỏi tòa nhà. Trận chiến tiếp tục trong phòng thư viện. Lúc này, một người thầy gác phòng đang chìm đắm trong âm nhạc, say sưa đến nỗi không nghe bất cứ âm thanh gì xung quanh. Peter bị ném mạnh xuống đất, cho đến khi anh ấy tỉnh dậy, anh phát hiện ra rằng tên quái vật đã biến mất từ lâu. Peter lần theo lối thoát của nó, đuổi mãi rồi lại đến hầm. Đây thực sự là cơ sở thử nghiệm của bác sĩ. Hơn nữa, Peter cũng nhìn thấy thông tin phát ra từ máy tính. Anh phát hiện ra một kế hoạch khủng khiếp, hóa ra nó sẽ làm lây lan virus thằn lằn khắp thành phố. Nhưng hắn ta vừa chạm chân xuống thành phố, các cảnh sát đã nổ súng điên cuồng vào người con quái vật. Khi thấy người thằn lằn nằm bất động, họ mới dám bước tới để kiểm tra. Nhưng vài giây sau đó, con quái vật bất ngờ tấn công và phát tán virus ra bên ngoài. Không ai trong số họ thoát nạn, tất cả đều bị nhiễm virus thằn lằn. Peter gọi cho Lucy, nói với cô về kế hoạch tiếp theo của con quái vật. Hắn chỉ cần đến tòa nhà cao tầng, sau đó lên vị trí cao nhất của tòa nhà phát tán virus lây nhiễm cho toàn thành phố. Lucy không có ý định rời đi sau khi nghe, vì thuốc giải virus do cô ấy bào chế sắp hoàn thành. Peter vội vàng đến hiện trường, không ngờ cảnh sát xả súng vào người anh, ngã xuống chiếc xe ở dưới đất. Khoảnh khắc chiếc mặt nạ được tháo ra, ngay lập tức Peter đã hạ gục tất cả những tên cảnh sát. Nhưng bố vợ tương lai đã nhắm thẳng vào anh. Peter đành phải tiết lộ danh tính của mình. Sau đó, ông biết được rằng người nhện thực sự là con rể của mình. Peter không có thời gian để giải thích, vì Lucy đang gặp nguy hiểm. Chỉ huy đã để Peter đi ngay sau khi biết chuyện. Người thằn lằn lấy thành công khẩu súng và đi thẳng lên vị trí cao nhất của tòa nhà. Và Lucy cũng đã đưa lọ thuốc giải cho ba của mình. Con quái vật đang đưa virus vào máy bay phản lực. Trong 2 phút nữa, mọi người trong thành phố đều sẽ biến thành thằn lằn. Peter cưỡi tơ nhện đá bay tên quái vật. Nhưng rõ ràng Peter không phải là đối thủ của người thằn lằn. Anh ta bị con quái thú này siết chặt, ngay cả việc phóng tơ nhện cũng trở nên khó khăn. Ông ấy lại tháo mặt nạ của Peter ra. Peter Parker thật tội nghiệp, không có cha, cũng không có chú, chỉ đơn độc một mình. Nhưng anh ấy không cô đơn. Ngay lúc này, chỉ huy bắn gây ống nitơ lỏng. Peter cầm ống khói đưa vào mặt con quái vật. Peter cố thoát ra, cả hai cùng hợp tác để đánh bại gã thằn lằn. Cảnh sát trưởng đưa thuốc giải cho Peter, anh rời đi để lại chỉ huy chiến đấu với tên quái vật. Nhưng Peter vừa đi, lúc này nitơ lỏng đang tuôn trào. Cơ thể của người thằn lằn phục hồi nhanh chóng, nó không chút phản ứng nào đối với sự tấn công của cảnh sát trưởng. Một móng vuốt xuyên qua cơ thể của ông, sau đó nó đi thẳng đến Peter. Một giây sau, Peter lấp thành công thuốc giải độc. Sau khi khí giải độc rơi xuống thành phố, những người thằn lằn dần dần trở lại hình dạng con người của họ. Nhưng cảnh sát trưởng đang trong tình trạng nguy kịch. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông nói với Peter, đừng để Lucy gặp nguy hiểm. Peter đồng ý không do dự. Từ đó trở đi, anh ta nghe theo lời của cảnh sát trưởng, chọn giữ khoảng cách với Lucy.